các anh chị sẽ thấy là bên Sơn sẽ là sử dụng những cái thùng sẽ ít, rất là ít khi mà bị va đụng hay móp méo gì hết á. Thường thì sau khi bán xe, trước khi về xe về thì bên Sơn sẽ rửa và dọn nội thất rất là kỹ, và đến khi mà mình sẽ trưng bày sau khi bán thì sẽ giao khách thì sẽ rửa lại một lần nữa và dọn thêm một lần nữa. Về đánh giá chất lượng cũng vậy, rồi kỹ thuật bên Sơn sẽ là đánh giá lúc lúc xe chuẩn bị lấy xe về để chốt mua xe về, và lúc mà bán ra cho khách thì giao khách thì bên Sơn sẽ đánh giá chất lượng là một lần nữa, kiểm tra thật kỹ để giao khách mà đảm bảo an toàn trên cái đường đi của các anh chị. Rồi xe mới hay xe cũ đều đó là mình lựa chọn cho chúng ta sau này. Thì rất mong là sau video